Rồi. Đây, năm 2020 gần hết rồi. Mà nó cập nhật cũng mới luôn rồi. Đây, đọc về chiến lược của 2020 gần hết rồi, giờ mới học. Chuẩn bị năm 2021 rồi. Đây, năm 2020 á, thì hành vi của người tiêu dùng á, bắt đầu ra một cái thay đổi mới dành cho những cái doanh nghiệp. Tức là mình hướng là doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp thì nó sẽ khác với lại dân bán hàng online. Thì bán hàng online thì giống như bán theo ngày hoặc là bán theo kiểu thời vụ đó, rồi thay đổi hàng hóa rồi đó, hoặc là nó không có bền và không tạo ra một cái cho người tiêu dùng họ cảm thấy theo dõi, mà họ chỉ mua một cách là bơm hàng hoặc là mua một cách là ngắn hạn. Thì đối với doanh nghiệp thì mình phải hiểu rằng là quảng cáo bây giờ cũng như là những cái kênh mà gọi là dùng thủ thuật quá nhiều thì sẽ không mang lại hiệu quả đối với người tiêu dùng lựa chọn. Thì nó sẽ ra hình thức đó là người tiêu dùng bắt đầu họ sẽ đi online, sau đó họ đến offline, chứ họ không có mua online 100% nữa, cũng như họ cũng không mua offline 100%, mà họ sẽ tìm kiếm thông tin qua mô hình là O2O. Giống như trước giờ mình học thì nó sẽ qua mô hình là B2C, doanh nghiệp với khách hàng bán tới, hai là B2B là doanh nghiệp kết nối với lại doanh nghiệp, rồi là C2C giữa các khách hàng người tiêu dùng với nhau. Thì bây giờ là người ta sẽ đi tìm kiếm online trước khi người ta mua một cái sản phẩm trong giỏ hàng. Chính vì vậy á, cái kênh Facebook của mình cũng như là các cái mạng xã hội liên quan á, người ta sẽ đi tìm kiếm và người ta inbox hoặc người ta hỏi chỉ một hình thức, đó là người ta review sản phẩm của mình và người ta kiểm chứng thông tin, và sau đó người ta sẽ đến offline để mua qua website hoặc là landing page hoặc là một cái kênh quảng cáo YouTube hay là một cái kênh quảng cáo cuối cùng. Thì cái năm cái cơ hội để cho bứt phá của cái việc mà mình xây dựng doanh nghiệp, mình tạo ra một cái cửa hàng online của mình trở thành một cái doanh nghiệp online bền vững, thì mình cần chú trọng ở đây. Thứ nhất là mình phải hiểu về mình, bởi vì càng ngày thì người tiêu dùng bắt đầu thông minh hơn, cũng như thị trường thế giới thay đổi nhiều dẫn tới ngành công nghệ ứng dụng trong việc thương mại nó cũng có nhiều cái sự khó khăn. Chính vì vậy cho nên không phải bán hàng chỉ là sản phẩm tốt là được, cũng như là bán hàng mà chỉ tập trung vào là cái mà mình đang có hoặc là cái mà khách hàng cần, chưa hẳn họ mua, mà nó đòi hỏi một cái sự lựa chọn thông minh hơn. Thì là mình cần phải hiểu về chính cái doanh nghiệp của mình. Thì cái doanh nghiệp của mình nó giống như ở đây mình nói về cái câu chuyện là con cá. Nguyên tắc đầu tiên để bứt phá trong kinh doanh thì con cá nó đang ở đâu thì mình cần phải xuất hiện ở đó thì mình mới câu được nhiều cá. Còn nếu mình bán hàng mình vào một cái thị trường mà ngày xưa người ta dùng web, ngày nay thì người ta không dùng web nhiều mà người ta dùng SEO web hoặc người ta dùng landing page, có nghĩa là trang đích. Thì ngày nay cái việc đó nó xảy ra vấn đề là nơi nào khách hàng đang chuyển đổi thì mình phải xuất hiện ở đó, chứ không phải là mình chỉ tập trung vào ở cái nơi mà mình cứ nghĩ là khách hàng sẽ ở đó, cũng như là mình cứ tập trung vào một cái kênh mà nó quá cũ. Ví dụ như website bây giờ lập ra là hết thời của web rồi, web lập ra phải đi SEO hoặc quảng cáo, còn web lập ra để đó cho có thì chả có một khách hàng nào vào hết. Đó, là Google không có ưu tiên, vì mình làm trên nền tảng của hai ông chủ công nghệ lớn của thế giới thì là Google, Facebook đang thống trị đó. Thì bây giờ một cái thị trường không có ở đây, ví dụ như là Hà Nội, Hồ Chí Minh là hai cái thị trường đông, trong khi mình tập trung vào những thị trường mà nó khách hàng nó rất là hạn chế. Thì như vậy thì mình cứ hiểu, khi mà bán ông Jack Ma cũng có chia sẻ về góc nhìn marketing của cái page này, chia sẻ là khi bán cho bạn bè hay người thân trong gia đình đó, dù bạn có bán bằng cái giá nào đi chăng nữa thì họ vẫn luôn cảm thấy mình đang kiếm tiền từ họ. Dù có rẻ tới mức nào đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ không có trân trọng điều đó. Nó giống như việc mình bán hàng online, mình chỉ tập trung vào một nhóm khách hàng và họ chỉ mua với việc là lần đầu họ là bạn bè, họ tin họ mua, và sau một thời điểm thì họ lại không mua và họ muốn rẻ hơn. Thì như vậy thì mình phải xây dựng cái chiến lược đó là sale, chiến lược đó là làm thương hiệu, chiến lược đó là xây dựng quảng cáo đa kênh, chứ không phải chỉ là quảng cáo có một kênh thôi. Ví dụ như Facebook không là cũng sẽ nguy hiểm, mà phải dùng cả quảng cáo trả phí của Facebook và kênh miễn phí của Facebook. Thì ở đây theo cái thống kê của dân số Hồ Chí Minh với Đà Nẵng của năm 2018 á, thì nó đang như thế này, tức là dân số và cái trẻ em. Hiện tại dân số trong Hồ Chí Minh là chiếm 15, đây, cái lượng người đang sử dụng nó 15 triệu người, và 1,8 người là đang trẻ, 1,8 người là trẻ em. Tương tự như vậy Đà Nẵng nó mới có 1,2 triệu thôi, và thành phố Bình Dương nó còn cao Đà Nẵng. Vậy mình phải biết được đây là những thị trường trọng điểm của các khu vực mà đang được gọi là cái sức online quan tâm á, họ mua tiêu dùng á rất là cao. Đà Nẵng này có chiều 2 người chơi Facebook đấy. Và cái thứ hai là mình phải hiểu về cái cơ hội. Cơ hội đó là ngành thương mại điện tử là nói chung trước gọi là đa kênh, gọi là cái omnichannel, có nghĩa là bán hàng đa kênh chứ mình không có tập trung vào chỉ một kênh. Bởi vì hành vi của người tiêu dùng bây giờ người ta đi so sánh, người ta đi hỏi sản phẩm trước khi người ta mua. Chính vì vậy cho nên mình nhìn là voi hay là nói là cá lớn nuốt cá bé, thì bây giờ là voi có nghĩa là trên Facebook xảy ra tình trạng là chạy chuột, chạy chiết khấu, hay còn gọi là chạy bùng. Nói để mà thông minh hơn, để lách luật thì gọi là chạy voi, có nghĩa là con voi nó to hơn cái gọi là con kiến, thì ai mà chạy nhiều tiền hơn trên Facebook thì mới thắng. Đấy, nó bắt đầu xảy ra cái sự cạnh tranh giống như Google, chứ không phải là chạy chỉ có mấy chục ngàn hay trăm ngàn là hiệu quả, mà nó phải vài chiều. Đấy, thì giống như ở đây là mình phải hiểu được cái gì, hiểu được cái cơ hội mà ngày nay đó bị cạnh tranh bởi cái thị trường thương mại điện tử, nó rất là nhiều kênh đang cạnh tranh nhau. Giống như chatbot đó, nó có rất là nhiều cái kênh chatbot, bot bán hàng, rồi Chatfield, rồi Haravan vân vân. Thì mình bắt đầu xuống đây mình thấy ha, tới 2020 thì 30% dân số sẽ mua hàng online. Cái con số này mình đã thấy được hiện tại rồi, là dân số mình cũng bắt đầu tăng lên, và cũng như là tăng lên về việc là sử dụng mạng internet. Thì mình thấy sơ ở đây thôi, đối với doanh nghiệp B2C mà người ta đang phát triển trong cái mỗi năm qua thì nó chiếm 20%, và đối với lại 10 B2C cũng tăng trưởng, chứ đều trong việc là 30% là người ta sử dụng mua sắm online, và họ chi rất là nhiều tiền cho việc là sử dụng hình thức online. Và cái giá trị mà giao dịch mặt hàng nội thất và hàng gia dụng á, nó đạt gần 400 triệu đô la. Có nghĩa là cái ngành này ở trên Facebook là ngành hàng tiêu dùng, và người ta đi tìm kiếm và người ta bắt đầu sở hữu, quan tâm về những cái sản phẩm mà nó mang cái gọi là ý tưởng cũng như là hình ảnh, và người ta tiêu dùng đây, người ta tiêu dùng trong cái việc người ta mua sắm, sử dụng, mà 21 triệu người là sử dụng cho những cái sản phẩm dịch vụ âm nhạc, nhạc số, nhạc kỹ thuật số, hay là mua những cái sản phẩm là ghế sofa này. 610 triệu là người ta sử dụng những cái việc là chi tiền cho việc làm máy điện thoại, máy tính bảng vân vân. Rồi thì mình thấy ở đây là 2025 á, thì quy mô của thị trường thương mại điện tử á, nó bắt đầu cũng sẽ tăng trưởng là 15 tỷ đô. Ở đây là mình thấy các nước trong Đông Nam Á của mình, như là Indo, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, tăng nhiều nhất vẫn là Indonesia. Trong những cái năm mà mình sẽ thấy ở đây là Việt Nam mình vẫn đang có cái mức độ là tăng trưởng lên những cái con số 15 tỷ trong cái việc là sử dụng internet để tìm kiếm thông tin. Và nền thương mại điện tử, việc mua sắm trên các sàn lớn như là Shopee, Lazada và những cái ứng dụng như là mobile app đang tăng trưởng một ngày trên các sàn thương mại mua hàng. Ví dụ như đây, e-com là những cái sàn giao dịch đang tăng trưởng, và người ta sử dụng email marketing bắt đầu giảm hơn rất nhiều so với việc người ta truy cập vào những cái trang bằng website mà gọi là app, ứng dụng. Đây là mình cũng thấy là từ cái năm mà màu xanh là năm 2015 và màu vàng là 2016. Thì như vậy mình thấy được cái mức độ nó cũng đã thay đổi. Vậy người dùng đã nói lên điều gì? Tức là mình cần thấy cơ hội bây giờ đang rất là tiềm năng trong việc người dùng quen thuộc với việc tìm kiếm thông tin và mua sắm rồi. Nó không còn là lạc hậu nữa, nó không còn là sơ khai mà như những ngày đầu mà thị trường Việt Nam mới gia nhập những cái năm 2000 đó. Thì như vậy thì qua những cái việc đó thì mình thấy rằng là phụ nữ này ở những cái nhóm tuổi 25-34 người ta có cái sử dụng mạnh nhất. Tức là người ta ở độ tuổi là kết hôn cũng như là có gia đình, và người ta sử dụng những thời gian của họ để họ mua sắm cũng như là người ta kinh doanh. Thì đối với lại là nam chia ra nữ trong những cái khoảng độ tuổi thì mình thấy được cái mức độ cũng rất là xem nhau. Và mạng xã hội cũng là một cái công cụ mà được gọi là cái kênh mà quan trọng trước khi người ta mua hàng. Là vì sao? Người ta sẽ search trên các social network là các mạng xã hội, sử dụng search engine chính là tìm kiếm của các công cụ Google hay Shopee hay Yahoo. Rồi người ta sử dụng cái việc là review những cái thông tin mà người ta cảm thấy là ở trên YouTube hoặc là những trang báo. Rồi người ta sử dụng những cái ứng dụng để người ta tải về để người ta coi thử là cái thông tin đó thông qua cái mobile của họ. Và người ta bắt đầu quan tâm những sản phẩm chứa brand, tức là những sản phẩm mà website có gọi là thương hiệu. Đó, thì mình thấy rằng là mạng xã hội vẫn đang gọi là dẫn đầu trong việc tìm kiếm thông tin, chứ nó không còn là mạng xã hội kiểu tương tác và mua hàng nữa, mà nó phải trở thành một mạng xã hội là tìm kiếm thông tin và chuyển đổi mua hàng sau, chứ không mua hàng ngay. Và mình thấy được các cái trang thương mại điện tử này nó cũng thu hút hàng triệu cái lượt ghé thăm mỗi quý luôn. Ví dụ như quý 1 của năm 2018 thống kê là Lazada là tổng cái lượng vé thăm trong Việt năm 2018 là 6.000 truy cập, và nó chiếm được cái reach tự nhiên á, cái lượng đó là 32,6% trong tổng số đó, tức là gần 50%. Và trong mỗi ngày nó viếng thăm á, thì nó cũng chiếm là 621 lượt truy cập. Tương tự như vậy, Lazada đã đến xếp hạng thứ nhất, thế giới di động thứ nhì và Shopee thứ ba. Nhưng ngày hôm nay thì bữa nay là quý 3 rồi năm 2020, các thằng Shopee nó là lên ngôi rồi, thằng Shopee nó là lên đến top 1 rồi. Và tiếp tục là những cái thằng thứ hai đó là Tiki, và thằng thứ ba là Sen Đỏ. Lazada xuống đáy rồi, nó không còn đến 1 nữa. Đó, theo là những cái sàn thương mại trên ở Việt Nam họ truy cập như Amazon với so sánh vật giá đây, đây là những cái trang mà thế giới di động cũng được truy cập cả. Và mình thấy được theo như thống kê của năm nay thì mình tìm kiếm trên mạng đi, thì nó sẽ là Lazada đứng xuống dưới rồi, Shopee nó lại giành vị trí quảng cáo khủng khiếp và nó cạnh tranh nhau về giá. Đó, chỉ người ta nghĩ tiêu dùng họ không họ đi tìm kiếm mà, còn quan trọng người bán tốt hay hàng không tốt thì nó là một câu chuyện khác, nhưng mà câu chuyện là người tiêu dùng họ lựa chọn theo số đông. Thì như vậy là nó bắt đầu thay đổi. Thì mình đang nhìn thử ngành hàng của mình, nhìn thử là cái thị trường của mình và nhìn cái mức độ mà cạnh tranh hiện tại, thì mình sẽ chọn thử cái ngành hàng nào nó có thể thích hợp với cái kênh mà mình có thể là bắt đầu xây dựng, chứ không phải là kênh nào mình cũng xây dựng. Vì chưa chắc là lên Shopee sẽ bán được, mà nó sẽ là bị ảnh hưởng tới cả thương hiệu của mình vì nó giá rẻ. Đó, vậy lỗ thì ai làm để là thì ai mà làm để chi, đúng không? Thì như vậy Lazada của năm việc thống kê ở đây á, theo cái trang cà phê thống kê, đúng không? Thì cái việc thu nhập cũng như là năm tài chính của Lazada kết thúc vào 31/3, thì mình thấy được cái mức độ ở đây là cái biểu đồ màu vàng đây, thì có nghĩa là cái doanh thu tỷ đồng của nó cũng bắt đầu là cao và bắt đầu là giảm tùy theo của năm. Và năm 2018 đã là cái năm mà mình thấy được là từ 2016 của nền thương mại điện tử bắt đầu phát triển mạnh từ những năm đó. 2017 bắt đầu khó khăn hơn trong việc thuật toán của những cái ông lớn, là mình thấy được là năm 2018 nó có tăng trưởng, thì nay năm 2020 thì nó sẽ như thế nào rồi. Cho nên mình hãy nhìn những con số này nó biết nói, và mình thấy được cái sự mà cần hàng cũng như là các cái người bán hàng họ bắt đầu đưa những sản phẩm của họ lên đây để họ bán cùng với Tiki.